Tất cả mọi người nha, cảm ơn mọi người đã cùng có chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là họng liền cảm biến gió của Hyundai Đô Thành EZ49 và EZ65. Sản phẩm của được sản xuất của công ty Bosch của Đức nha anh em nhé. Để tiện cho quá trình quay thì em đã bỏ cái sản phẩm ra khỏi hộp. Cái thứ nhất là về cái quy cách đóng gói của sản phẩm thì mỗi một sản phẩm sẽ được đóng gói trong một chiếc hộp như thế này. Trong sản phẩm thì sẽ được đựng cái support để tránh va đập, và đây chính là cái sản phẩm này anh em nhé. Đây chính là nó, đây nó là cái cảm biến này, lưu lượng gió này. Hàng xịn luôn anh em này. Đây là cái mã sản phẩm chuẩn luôn. Nó sẽ có 3 mã. Đây là ngày hôm nay là em đưa cho và chuyển cho khách hàng của em là mã chuẩn luôn. Đây là hai đầu vào, đầu ra. Đầu vào của gió và đây là đầu ra. Đây là cái cảm biến lưu lượng gió. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái cảm biến lưu lượng gió của Hyundai Đô Thành. Cảm ơn mọi người đã có một chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.